Nó già tốt quá anh Từ ha. Giờ có nước nè. Tứ á. Nước chứ tháng này lấy ra hồi trước tháng này. Giờ gắt nó khô nó có ra. Chào vô. Đi vô ngồi chơi. Ngồi chơi sao được, ngồi lập phụ lắm rồi. Không quải con lùm cũng ngon lắm. Ngoài nhà vô con lùm. À, chị Tâm đó anh Út, chị về sớm ấy cái ông bà Thư, bà Thư cô á, ở đây mua bẩn tà bào này Thư hả? Có Thư Thư rồi, nhớ hổm là mấy Thư chào là có gian nữa tám giờ không làm chú khô hả bạn? Mời cảm ơn cô là phủ dùi cho tiền. Cô gái bà đi rồi, không biết chở gì đâu. Cái máy đó là cái máy gì vậy con này? Cái này để ép cái dây này nè. Ép cho nó cứng đứt á. Đứt ép bên ra ngoài bên trong dính vậy nè. Nấu dây á. Nói vậy nè. Cái này mới vô đây. Nói này ép lại nè. Ở nhà mình có cây cốt không con? Cái gì? Cây cốt á. Có. Bữa con đi con thấy mà không giờ nó làm. Mình nó làm nó bỏ qua giường nữa cũng. Mình nhớ được. Ai bắt cái mà. Tại đây con cây nè. Ừ. Không quay phim hả? Hay làm gì? Dạ. Ờ, dạ không. Thấy rồi, thấy có cỏ, vậy vậy thôi. Cỏ trắng đi. Đốt rồi. Cứng quá vậy ta. Chút nữa mình sẽ thuốc hay sao rồi con? Hôm đó rồi nó đứt dây. Dạ. Đứt dây cái ngưng. Con Năm có cần cái kìm hay gì không con Năm? À, không, khó rồi kìa. Này tay cậu yếu quá. Đó. Của cậu Tư. Bỏ đây.
nghe không, thấy không, thấy một bãi bà nát đó, chúng nó bà nát rồi, đâu có sao đâu. Chưa rồi ra đâu có còn sớt gì nữa. Tỏi đâu rồi? Hết luôn. Tỏi đó không đi mình. Anh biết tỏi đó không? Tỏi đó cho tình nó đó. Thôi vậy đó nè. Cái này mình chạy được anh gặp nữa. Hả? Đi xe tới ba nó rồi. Xe tới ba nó rồi. Ra chỉ dễ chạy như thế. Nó không có. Đủ dài dắt dùm đi. Đủ dài dắt. Ăn lên lốt với uống cái đó sao á, nướng thường đường mày biết đó hả, tay đưa đưa, đưa cái ông đưa trời vì rồi lấy quá trời luôn, mười mấy cuốn lớp tao mua lớp cha cho nhớ không, đâu có đem đi hết năm rồi cũng cho 18 quá em tính ngày nào rồi á, năm nay thì tao giá cho năm nay bán hết để bán không hết trong trong hồi đóng của tao mười quá hàng lên mới đem về ông bóc cũng cho tao một tấm rồi. Nó lúc anh Năm với chị Diễm về đây nè nó lên tiệm nó làm rồi cái ba với Trọng mới cho tiền nó à. Lại với kỳ đó thằng Trọng đốt cái gì đó không biết nữa, nếu mà nó trả lại được á thì Trọng cho nó 100 đồng. Ừ cái này nó nói thiệt không, Trọng nó nói thiệt, nó suy nghĩ thôi nó trả lại được ông Trọng cái chào. Mà tôi biết thằng Trọng không kẹo với nó, cái tôi nói cái tới chuyện Trọng hai ba bữa Trọng mới đưa tiền cho nó, thôi con anh từ nói vậy chứ thôi con lấy 50 thôi con đừng có lấy 100 đồng, anh mới chơi thôi mà. Cái cậu nó đâu có được. Nó đâu có được. Dễ gì lấy tiền của anh Tư. Là ông của Trọng trăm đâu. Nó cười chết. Vậy là ổng biết ổng về có nhảy mũi không? Nhảy mũi là anh Trọng trộm mình rủa. Tiền con vậy á, bên đó nó giữ con một mỗi buổi chiều đó. Dắt xuống thì biết chiều dắt về là một tháng 100 nữa chứ bộ. À. Ừ, nó cũng có tiền. Thì con cũng đổi tiền cho nó, đừng về nó đi ăn đủ đỉnh đủ đỉnh. Mà ổng bỏ 100 ngàn mà ổng biết xài, ổng nói 100 ngàn có tiền, cười khắc khắc khắc. Mắc cười. Anh biết xài tiền không? Không, không biết xài tiền, thằng nó dở lắm. Tiền mà có nhiêu là đút cái dưới niệm để nguyên si, không có hài đồng nào á. Mình về cũng biết gom, tại thằng kỳ đó nó hơi phải đi dành nhau. Thằng Biên là không có, đó. Đét thằng quay nữa. Diễn vô nằm giỏng rồi Diễn. Dạ. Uống quá nha. Nằm giỏng đi rồi hết. Chính ơi. Ủa đâu rồi Yến đâu ạ? Ngồi trước nha chị ha, ngồi trước rồi nè. Không hành nắng sao ạ? Rồi cái đó 2 kg đủ rồi. Ở đâu còn phòng này không ra. Không, còn nữa. Nãy rồi còn lấy vậy cái phòng hả? Còn nữa. Đi để chạy về. Ủa, cái nhiều đó quên rồi rẻ kìa. Cái gì cái gì? Thùng quá hả? Ừ. Rẻ. Tôi mua hỏi mình đưa mấy chục tá đưa người này đưa. Trời ơi Việt Kiều về đây mình bắt rửa chén nè quý vị ơi. Chết rồi. Quá dữ và quá giỏi luôn. Bên Mỹ làm chưa đã hả con? Tao bên Mỹ tao làm giờ tao đã quá rồi. Đó, đang sắp soạn hành lý đặng đi về cài tiếp nè. Cái thùng này nó nhẹ hơn. Cái thùng này nó nhẹ hơn nhưng mà phải Ủa chưa có thép phải không? Chưa. Tí anh ơi, chạy về vô trong buồng mẹ có cái thép á. Cái cuộn băng keo á con lấy đem ra đây đi. Bây giờ lấy ra đi rồi thép xong đi rồi mới vọng vô chứ để không thôi chút nữa thép khó lắm. Vô trong bây giờ về lấy cái cuộn băng keo. Cuộn băng keo ngay chỗ trong phòng của mẹ. Đi đi. Lấy ra đi bỏ. Rồi ấy có cuộn băng keo. Hả? Không nhưng mà mình khó dán hơn, mình dán trước rồi mình mới bỏ vô. Nè cái này nó muốn tét rồi nè. Cái đó là cái đó là cái tim sen á, uống vô rồi bỏ vô trà cho nên nhẫn nhẫn và uống vô dễ ngủ, tao nó uống vô mát á. Nè cái này nó muốn tét rồi nè anh Tư, mình thép như mấy đường đây nè, mấy cái đường ấy á. Đi đâu rồi, cứ nhỏ xuống thì hốt đi ở trong mặt mà chắc đi ra nó sơn về cũng ngon.
Cái này đủ ký rồi hả? Bao nhiêu ký đây? 23 ký hả? Cái đó dạ, mấy quả? 23 ký từ. Em cần thêm 23 ký đó. Được. Thấy không? Được rồi ha. Lao nữa hả? Còn lao này nước thơm, cái kia cũng sợ nó dây nước mắm. Để đỡ lát nó sắp lại. Còn ngon ghê ha. Vừa ghê ha. Nó lớn mà cũng không nhỏ. Bó rưỡi, 50. Bó 50. Rồi, em xích cái đây đi. Muỗng nữa không? 30 ngàn, 12 cái muỗng. Hôm nào không coi thử đi. Nó dày, nó đẹp lắm. Nó nê rồi nè. Bắt đầu đau bụng. Hả? Muỗng ăn cơm đúng không? Ra coi thử. Quay em lên. Con chạy mắt của con bên con, của con không ăn muỗng đâu. Đây, bà Bành. Bà Bành. Bành thì mung. Một hộp vậy là một chục hả? 12 cái, 30 ngàn. Thôi chắc lấy chịu chục. Bành thì mung thì Bành. Ra coi thử đi. Thôi biết được đó. Đây là hai bể. Muỗng ăn canh á. Đây là ông Trùng. Ông Trùng sắp về rồi, ông Trùng buồn quá. Bảy tấn này. Trời ơi, tôi thui. Cảm ơn con phôi hình lên nha. Dạ. Đẹp quá, đẹp luôn. Bữa này là bữa ấy chắc giữ da xanh nè. Bữa này bữa da xanh nè. Mấy bữa nay về chưa ăn được bữa da xanh. Ngày hôm qua nấu canh chua bạc hà, không biết bạc hà của ai mà ăn ngứa quá không biết. Gần đến ngày đi là mua. Dưa nụ. Cái dưa nụ nó muốn lắm á. Nó muốn lắm rồi. Chứ mình vớt cái đó ra. Rồi giờ tắt ở đâu con? Trời. Quay bắt thì biết mà không biết tắt. Can you sing a song? A B C D. A B C D E F C S I J K L N O P Q R S G U V W S Y and Z. Now I know my ABC. Next, I want to say with me. Good job. Done. Do you know any other songs? Oh, this is beautiful. I did it. What's her name? Oh. Ngọc. Con hát bài đi, con biết hát bài gì không? Bài tiếng Việt đó chứ không phải tiếng Anh. Dạ tới Ngọc hát chứ. Con không có hát. Con biết hát mà, con học lớp 1 con phải biết hát chứ. Giáo bộ quên làm nè.
Ngọc học lớp 2 rồi chứ không phải lớp 1 nữa, lớp 2 luôn. Giáo bộ hát đi. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Hát qua cho mấy cô mấy chú nghe nè. Giỏi đi. Thôi, hay là không, quay là sao? Không giỏi mai mốt chú Nhí không mua đồ chơi về nữa. Không sao, không quay là sao đi. Thầy Ngọc hát đi, biết bài gì hát cũng được hết, con cò bé bé cũng được. Quay là sao đi? Con cò bé bé nó đậu canh chế. Khi không hồi mẹ biết đi đường nào. Khi đi em hồi cứ về em chợt. Đừng em chấm chiếc mẹ có yêu không nào. Hay quá. Ai biết hát bài này không? Vàng biết hát bài này không? Không, con yêu hát. Sa sa li nai ho li nai sa la kham bo le phai bao nan bu se da lu ja he san chuin sam ha holy face we den to and bo. Why to sing that one? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Why to sing that one? Merry Christmas. Hay quá. Merry Christmas. Cái bên này đi Long Thành mà mua mấy cái bò sữa này. Cái bánh tráng sữa bò sữa. Cái này không nó cũng một cái hết. Không. Đó. Đúng rồi cái này cái bộ mà nó còn quá. Xong quá chuyện nè, vô nha. Mà kệ nó. Mình có được nào mình có nè. Không làm tôi cũng muốn ăn. Đi mưa mưa ớt à? Tao thấy tao còn sợ nữa. Tao có bệnh tao vui dọn dẹp mà tao thấy mày dọn dẹp tao còn sợ. Dọn còn biết nữa rồi.